Anh em ơi, lô lọc bãi Mỹ đợt này về rất là đẹp nha. Dây diệt rắc, dây rắc đều zin, 6 lỗ, 8 lỗ đều có. Và đặc biệt này có một cái lô, có cái lô bãi Chipper này rất là mới này. Cái lô này rất là hay. 6 lỗ cắm. Đấy. 6 lỗ cắm. Đây, đèn bảo đầy đủ và trong Chipper và có cả chống sét cho điện thoại, đường điện thoại, in-out đường điện thoại nữa. Chống quá áp đầy đủ. Nói chung là con này rất là hay. Con này là hàng Assembler đây, tem bảo chống hàng giả đấy vẫn còn đây, dây Peclin này, để chi này đấy, tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời luôn anh em ạ. Lỗ lọc Mỹ bãi này cũng phải nói là cực đẹp luôn. Dây mét 8. Dòng dây Berlin của Mỹ này. Tuyệt vời, dây cũng được tuyệt vời rồi. Lọc chống sét cả đường điện thoại này. Đầy đủ này, chống sét chống quá áp các kiểu. Đẹp, công nhận đẹp. Những hàng bãi của Mỹ mà vẫn còn đẹp thế này thì hơi bị hiếm luôn. Đây 6 lỗ anh em này. Đấy. Đẹp thật, công nhận. Hàng rất đẹp anh em, lấy nhánh nha, em vừa đóng gói ấy này, em vừa đóng gói để chuyển đi, vừa đóng gói chuyển đi đây ở ngoài đấy, chuyển đi cho anh em đấy, giờ đang đóng gói rất là nhiều anh em, nhu cầu nhanh tay nhanh chân chứ không gì là hết, về được con nào là hết đâu đấy, tiếc thật, rất là nhanh thôi anh em nhá. Anh em alo hoặc là liên hệ Zalo cho em nhá. Cực kỳ nhiều luôn. Clip test thì em đã có rất nhiều ở trên rồi. Bây giờ em về lô nào thì em quay ngay lô đấy để em cập nhật cho anh em.